chị nghĩ đấy là cái phần nguyên liệu ấy, nguyên liệu nó khá là tươi và có vẻ như đây đúng là kiểu gà ta trong truyền thuyết luôn ấy. Okay, đây là mình đã ăn bát thứ 2 của tối nay rồi. Quán phở đây thực ra xuất sắc và mình rất là thích nó. Đây là quán được sao Michelin, được sao Michelin công nhận đây. Quán ăn khi được Michelin đánh giá là nhà mình là một trong những quán ăn ngon có giá cả phải chăng. Cô cũng tự tin là kiểu như là cô từ lúc cô bắt đầu mở ra ấy là mình tiêu chí là mình nhập các nguyên liệu là phải tươi, ngon, sạch. Chính điều đó mà nó làm tạo nên cái hương vị bát phở đấy mà để cô giữ được lượng khách ổn định đấy.